ngày 11 tháng 12 2020, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vẫn đang phối hợp Công an phường 6 cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời truy bắt nhóm người đã nổ súng và gây ra cuộc hỗn chiến vào lúc rạng sáng cùng ngày, khiến một người nguy kịch. Vụ việc xảy ra trên địa bàn phường 6 và được người dân trình báo cơ quan chức năng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 10 tháng 12, nhiều người dân ở hẻm Lê Lâm thuộc địa bàn khu phố 8, phường 6, thành phố Mỹ Tho đang ở trong nhà thì nghe nhiều tiếng nổ ở ngoài đường, nên ra xem thì phát hiện nhiều thanh niên đang hỗn chiến, đập phá căn nhà của anh Nguyễn Ngọc Tuấn Đăng, sinh năm 1991, ngụ thành phố Mỹ Tho làm chủ. Tiếp đó, nhiều người từ bên trong nhà của anh Đăng gồm khoảng 7 đến 8 người xông ra chống trả quyết liệt. Sau khi nhóm thanh niên hỗn chiến nói trên đã rút đi thì người dân phát hiện anh Đăng ngồi gục bên đường, nên nhanh chóng đưa vào bệnh viện để cấp cứu và tiếp tục được chuyển lên tuyến trên để theo dõi và điều trị. Nhận được tin báo, Công an thành phố Mỹ Tho kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường 6 cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đến tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường có nhiều vết máu, nhiều vỏ đạn. Bên cạnh trụ điện gần hiện trường có một vật giống lựu đạn đã được rút chốt nhưng chưa nổ. Phía đường có nhiều vết và vỏ đạn khác nhau, trong đó có vỏ đạn của súng hoa cải. Qua kiểm tra bên trong căn nhà của anh Đăng, camera an ninh đã bị đập phá và bị lấy mất đầu thu. Bên trong căn nhà có rất nhiều xe máy cũng bị đập phá. Còn tại nơi nạn nhân bị gục ngã, cơ quan chức năng còn phát hiện 4 viên đạn chưa rõ chủng loại. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 2 cây đao và hơn 20 vỏ đạn các loại. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý, đồng thời truy bắt nhóm thanh niên đã nổ súng và gây ra cuộc hỗn chiến nói trên.